Không, mà cũng đã gãy đổ. À, là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi. Bao lâu rồi bạn? Chắc gãy đổ cũng được 7 năm rồi đó chị. Có nghĩa là lúc đó mình lấy lập gia đình là còn trẻ lắm. Bây giờ mình 28, 7 năm là 21 tuổi là đã chia tay rồi. Dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị. Có luôn rồi, vậy em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị. Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con. Cứ đi ăn nhậu về là hành hạ vợ con. Rồi à, bây giờ... Gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại. Con nhìn chú này con thích không? Thích. Cảm ơn con. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Dạ. Rất là may mắn. À, có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ em tên Đào, năm nay em 28 tuổi. À, Đào đang công tác ở đâu? Em ở nhà em buôn bán ẩm thực đó chị. Quán ăn hay em ẩm thực hay? Dạ. Rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh. Nhiều quà quá. Anh tên gì? Dạ em là Lê Hoàng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Hoàng Vinh làm nghề gì? Dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng Sacombank. Có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết hiện nay cuộc sống như thế nào? Em thì đã có một lần lập gia đình và đã ly hôn được gần 3 năm và đã có một cháu. Hiện tại đang ở với mẹ của cháu. Cháu lớn chưa? Dạ năm nay được 8 tuổi. Không. Rồi, đó là sơ yếu lịch của chàng trai bên đây. Còn cô gái thì sao? Đào, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình mà cũng đã kết hôn, mà cũng đã gãy đổ. À, là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi. Bao lâu rồi bạn? Chắc gãy đổ cũng được 7 năm rồi đó chị. Có nghĩa là lúc đó mình lấy lập gia đình là còn trẻ lắm. Bây giờ mình 28, 7 năm là 21 tuổi là đã chia tay rồi. Dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị. Có luôn rồi, vậy em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị. Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con. Cứ đi ăn nhậu về là hành hạ vợ con. Rồi à, bây giờ mình mong muốn tìm được một nửa của mình hiện tại cái chuẩn như thế nào? Chỉ mong muốn cái người sau của em là không gia trưởng, đừng có keo cười kiệt, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại yêu thương mẹ con em. Những ưu điểm của bạn là gì? Em rất thích nấu ăn. Thích nấu ăn? Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Em rất dễ xúc động. Thường những người rất là tình cảm hay là như vậy? Đó một lần là lỡ đò rồi, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để chuyến đò sau cho nó trọn vẹn, đi đến nơi đến chốn. Em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi. Nếu mà có duyên thì hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp hơn. Cần người phụ nữ thế nào? Cần phụ nữ hiền, đảm đang, biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình. Từ ngoại hình? Ngoại hình dễ nhìn là được. Bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn kia biết luôn? Xấu thì em ngủ hơi ngáy một chút anh. Ngủ ngáy hả? Hơi ngáy thôi anh, bữa nào mệt lắm thì mới ngáy anh. Rồi tật xấu gì nữa? Dạ hơi, em thì em hơi nóng tính một chút. Cái đó là phải rút kinh nghiệm đó. Dạ. Nóng tính có gia trưởng không bạn? Dạ không chị ơi. Hãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm? Em buôn bán điểm tâm sáng tại nhà chị. Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên Dương Châu. Tùy mỗi ngày em đổi một món. Mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày? Buổi sáng em bán đồ ăn sáng, còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh. Chà, vậy là cực lắm, làm quần quật suốt luôn ha. Dạ, 3 giờ sáng đã vậy. Mình làm mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đấy. Bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món? Cũng nhiều hả chị? Món nhậu em cũng làm được. Vậy hả? Dạ. Anh có những cái sở trường nào? Thì em biết nói chung hát thì cũng được, mà không có hay. Thôi kệ đâu, cứ không hay mà không bằng hay hát. Cứ coi như món quà gặp mặt đi. Mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu, bạn bên đây buồn lắm, không có cười. Hát bài Lâu Đài Tình Ái, hát rồi. Hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài,
Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chút xíu á mình gặp bạn gái bên kia đó. Giờ cao điểm mới chuẩn bị bấm nút hát bài này nha. Hôm nay anh có đi với người thân của anh không? Dạ em đi với chị gái của em. Chị gái hả? À, chúng tôi muốn nói chuyện một chút xíu với chị gái. Xin chào MC Quyền Linh với lại Cát Tường. Dạ. Chào chị. Giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Cô gái cũng dễ thương, thấy ăn nói cũng duyên dáng, cũng hiền lành. Chị có lo lắng là nếu như em chị đi một bước nữa nên nó như thế nào không? Nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn, để bước đi một bước nữa thì càng tốt. Dạ. Yeah. Xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không? Dạ bé cũng đồng ý anh Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi chung với hai người em gái của em với lại con của em. À có con đi nữa hả? Đâu con bạn đâu? À bé trai ngồi đó phải không? Chào con, chào hai em. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Bạn chào anh. Chào bạn. Thế anh này sao? Được không? Dạ anh này cũng được. Anh cũng hiền. Anh hiền có đáp ứng cái những cái yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ theo em nghĩ thì anh cũng được 80%. Và điều cái cửa ải mà sẽ vượt qua được đó chính là con của chị ấy. À, chú Linh hỏi con này, con tên là gì? Long. Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại. Con nhìn chú này con thích không? Thích. Cảm ơn con. Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Dạ. Rất là may mắn. Có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng. Nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi. Tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. Con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cái Tường hay cảm động lắm. Mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. Những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Dạ. Hai em khóc rồi. Chị sẽ xem anh ấy, nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với em hay không. Nhưng mà chị tin chắc chắn rằng em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Dạ, em cảm ơn chị. Cười lên, cười tươi lên. Có con trai rất là dễ thương. Em chào chị. Dạ, chào anh. Em có món quà em gửi cho chị. Tưởng đâu tặng lộn người chứ. Cảm ơn anh. Gửi anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn nhiều nha. Hồi nãy giờ là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều. Nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng một năm đó chị. Trong khoảng một năm. Bây giờ anh cũng có con rồi. Bạn gái bên đây cũng có con rồi. Thì nếu như mình lấy nhau, anh có muốn có thêm con nữa không? Dạ, điều đó thì chắc chắn phải có chị. Chắc chắn phải có. Anh không ngại, ta nói con anh, con em, con chúng ta vậy ta. Dạ không, vậy nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con qua cũng là con hết. Nãy con nó ở với ngoại nhưng mà bản thân Tường không thích điều đó. Con phải đi theo mẹ, phải có cha có mẹ. Anh có thể chăm lo được cho bé không? Dạ điều đó thì trong khả năng của em là chăm sóc được. Anh nói gì một câu với bé em nghe thử rồi mới làm mai được. Chú hứa thương con, lo cho con trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau. Anh và chị sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn, anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng chân thật, mà thấy tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó. Cảm ơn em. Theo quan điểm của em trong cuộc sống là mình cần điều gì nhất trong cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống và biết quan tâm tới gia đình
mẫu người đàn ông của em quan tâm gia đình là em ấn tượng như là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn. Nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 giống như anh Quyền Linh là ok. Ok. Anh cũng cũng có ý nghĩ như em, cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ. Dạ. Cũng biết chăm lo cho gia đình và lúc nào cũng biết nghĩ gia đình, chia sẻ với mọi người, là kính trên nguồn dưới là điều anh quan tâm nhất. Những chuyện đó là em làm được hết. Ok. Thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay, thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò. Dạ. Và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. Nãy anh Quyền Linh có nói là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó, anh hát một bài gì đó, anh hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm chăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Với 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Và tôi nghĩ rằng những giây phút này là giây phút hết sức là thiêng liêng với hai người, để chọn người đi tiếp cái con đường của mình còn lại là điều quan trọng lắm. Suy nghĩ cho kỹ, lâu đài tình ái có được xây hay không? 1 2 3. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bả bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy à, giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chị bảo vệ, cứ làm bảo vệ bên đây người ta bán cơm, người ta cứ bán cơm. Chứ mà về phụ rồi dựng bán không đắt nữa đâu. Con thấy vui không con? Hả? Con trai chúc gì với mẹ với chú đi. Chúc mẹ chú được hạnh phúc. Hay quá. Một cặp vé xem phim tặng anh chị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều buổi xem phim để hiểu hơn về nhau. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị hạnh phúc. Đây là quà tặng xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho anh chị. Dạ, cảm ơn chương trình. Hãy nắm tay và đi xem phim. Hay, dạ. Hay nhưng mà bạn nhìn cái mặt của bạn thấy hay hơn nữa. Làm tò mò hoài lắm, từ từ á. Đâu cái ghét. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Công Chiến và hiện em là 29 tuổi và làm cho công ty Netcap ở quận 3. Không mái tóc lạ không nhỉ? Tự tạo hay là nó nhỏ lớn vậy? Dạ hồi nhỏ giờ nó vậy đó. Nó vậy đó hả? Dạ. Lạ. Tạo tôi thực sự tò mò rồi đó nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trần Thanh Trúc. Năm nay em 24 tuổi. Giọng trầm quá vậy? Dạ. Trúc hiện nay đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm nhân viên giám sát tại một công ty nhựa của Nhật. Giám sát là giám sát về vấn đề gì bạn? Dạ, giám sát về quy trình sản xuất đó anh. À, tức là kiểm tra về kỹ thuật đó hả? Dạ, kỹ thuật, nội quy hay là phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động như là em kiểm tra hết. À, bạn làm như vậy tôi nghĩ rằng rất là khó tính đúng không? Thì trong công việc thì mình phải nghiêm túc thôi, nhưng mà ngoài đời thì mình rất là vui tính. À, vậy mình có cái sở trường, cái tài gì không bạn? Dạ, sở trường của em là ca hát chị. Vậy hả? Rồi thôi bây giờ hát một khúc đi cho buổi chiều ngày hôm nay vui vẻ lên. Đúng rồi, trong vừa tặng sang. Từng vòng tay trao hơi ấm, rộn ra đôi tim mừng vui, gặp gỡ trong ngày mai nắng say tình giấc ngập lối, nắng lên qua hàng cây gió mơ màng đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Giọng trầm rất là hay, rất giống như Hồng Ngọc. Người ta có sở trường hát vậy, bạn có sở trường gì không? Dạ, sở trường cũng ca hát. Rồi, làm đáp bài luôn. Em là người miền Trung, chắc em hát về bài miền Trung.
Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhằn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Quá hay luôn. Bạn Trúc cảm nhận như thế nào? Bạn hát hay à? Hát hay dạ. Hay nhưng mà bạn nhìn cái mặt của mình phải hay hơn nữa. Làm tò mò hoài lắm. Từ từ á. Đâu cái ghét nữa. Bạn đoàn lên thử coi. Người hỡi coi. Người hỡi. Em có chụp cái hình tôi gửi qua kia. Người hát lại cho tới người hỡi chụp hình tôi gửi. Người hỡi coi. Người hỡi lại chụp hình tôi gửi qua kia liền. Dạ. Hai, ba. Hỡi. Hồi nãy mới hay. Thôi thôi. Ấn tượng quá ha. Bên đây mình đã thấy giọng bạn nữ trầm đó ấn tượng rồi. Không ngờ giọng bên đây ngọt ngào quá sức luôn. Tôi cũng miền Trung nên tôi nghe hát thì miền Trung ngọt quá. Phải qua coi liền luôn. Hai người này về kết hợp đi hát bán vé được á. Được à. Vé sớm còi đông lắm mà. Nói nghe nè. Hát là văn đề điểm văn nghệ là được điểm rồi đó. Dạ. Giờ thích người con gái thì sao? Dạ người con gái thì cũng trắng này. Nói chuyện cũng vui vẻ. Và đặc biệt là tính biết lo nghĩ và biết lo lắng cho gia đình. Vì ngoại hình thích ốm như mình hay là thích mập bự? Ú hơn chút xíu. Ú hơn chút xíu ha. Ví dụ mà ú nhiều chút chịu không? Ú quá thì cũng hơi quải. Sao vậy? Ú cỡ nào được? Ủa sao quải? Sao quải? Quải sao? Quải là nó đồ sộ quá. Đồ sộ quá. Dạ. Nhưng mà người ta tốt, người ta yêu thương mình, người ta chân thành. Nhưng mà có cái tính vậy em cũng chịu ạ. À. Chịu không? Chịu. Chịu à? Bạn nghe hết rồi cái gì? Dạ. À, bạn thích người bạn trai như thế nào? Dạ em thích mỗi người bạn trai của em là cao hơn em khoảng từ 1m67 tới 1m7. Dạ. Tại vì em cũng cao hơn 1m6 rồi chị. Anh kia nãy cao nhiêu quên hỏi mất tiêu rồi. Dạ bên đây tới 1m70 vậy. 1m70 thôi cũng được hay ha. Dạ. Rồi có cái điểm nào mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích. Thứ nhất là nói nhiều. Dạ thứ hai nữa là trễ giờ. Ngoài cái đó ra còn cái gì đặc biệt nữa không hả bạn? Dạ là không hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ không, chắc chắn là không. Vậy được rồi. Có một cái là nuôi bên này hơi cực, bên này thì ốm quá. Rồi phải nuôi, phải cho ăn rồi dữ lắm. Thì không biết bạn trai có đủ kiên nhẫn hay không thôi à. Dạ cũng cố gắng tới cùng chị ơi. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Hút thuốc, người gái mà hút thuốc à. Hút thuốc? Được, dạ. Gì nữa? Gì? Mà suy nghĩ đi mốt rồi nói. Khó khăn quá vậy. Suy nghĩ đi mốt rồi nói ha. Trời ơi. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì hình như không có. Nhưng mà chỉ thoáng qua một thời gian ngắn thôi. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng rồi. Chà, có vấn đề gì với ta? Dạ, cái vấn đề thì không có gì ơi. Nói chung là em cũng nằm tính quá. Con gái nếu mà thấy thích mà không dám thổ lộ là tội bay rồi. À, tức là nhút nhát đúng không? Dạ. Trúc quan điểm như thế nào về tình yêu? Dạ, hồi đó giờ em chỉ toàn thích đơn phương người ta thôi. Nhưng mà em thấy như vậy thì nó không hay lắm. Đúng rồi. Rất là buồn. Nên em, cái quan điểm của em là tình yêu phải đến từ hai phía thì mới mang lại sự hạnh phúc. Đúng rồi, mình yêu, mình phải được yêu lại. Nó phải có qua có lại mới tọa lòng nhau. Hôm nay bạn có đi thêm với người thân không? Dạ có ạ. Có anh chị và... Anh chị ruột á hả? Anh chị ruột. À, chào chị. Chào anh Dương Linh, chào chị Cát Tường. Và chào bà. À, chào chị. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện như vậy thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Nói chung bà ngồi cũng xinh xắn. Có một cái là nói chung là chắc phải giảm cân tí nữa. Ủa có người nhà bạn nữ theo không? Dạ nay em đi ba mẹ em không có biết. Tốn ba mẹ đi hả? Dạ em đợi chừng nào mà thành công có bạn em mới dám nói ạ. Mà không ai theo ủng hộ mình. Dạ có mấy chị bạn đồng nghiệp. Chào mấy chị. Dạ em chào anh Duyên Vinh là chị Cát Tường ạ. Bạn thấy cái anh bên bển là có anh Chiến đó là có phù hợp với Trúc không? Dạ thì theo em nghĩ thì bạn trai này rất là vui vẻ, hợp với tính cách của bạn Trúc. Cảm ơn bạn. Sao Linh? Để tôi xem thử xem ơi. Nãy nghe nói chị này cần giảm cân hả? Chào anh. Chào em. Giảm không? Không sao đâu, anh này lo hết được. Chúng ta sẽ kéo màn lên để cho hai bên gặp nhau. Kéo màn lên. Đã yêu nhau rồi thì
không ngại bất cứ điều gì cả, quan trọng là mình cùng giúp nhau để phát triển thôi nha. Dạ. 2 phút gặp nhau bắt đầu. Dạ, chào anh. Chào. Anh thấy em sao? Thì em cũng bông. À, cảm ơn em. Xin lỗi. Nhắc anh bông bông không? Bông. Anh thấy em nói chuyện được. Vui. Khuôn mặt dễ là được rồi. Khuôn mặt được rồi, cái dưới khuôn mặt sao mình tập thể dục. Vậy em có cái này hỏi anh, ví dụ như mình đi chơi chung với nhau á, anh có ngại người ta chọc mình là số 10 không? Bình thường, không sao. Hỏi ảnh có cần em giảm cân không? Thấy em cần nên giảm cân thêm miếng nào? Nếu mà yêu nhau chắc giảm cân từ từ. Giảm cỡ bao nhiêu cân? 5-7 kg được rồi. Là cái đó cho em làm được. Anh với em mà quen nhau á thì em sẽ giảm cân, còn anh chắc phải tăng cân thêm miếng nữa. Đó, điều chắc tất nhiên rồi. Trong tình yêu em nghĩ như thế nào? Người đó là phải thương em. Hai nữa là tính em còn hơi con nít á, nó cũng dễ giận nhưng mà rồi nó cũng dễ cho qua. Nên em chỉ mong cái người mà biết bao dung những cái lỗi lầm của em hay là những cái giận hờn nhỏ nhặt của em. Mấy cái điều đó anh làm được hết. Hai người song ca thử đoạn có hợp không? Em thì hát nhạc sến không à? Nên thuộc bài Sầu Cuốn Thiệp Hồng không? Mới đầu vô sao ta? Ai biết hỏi ổng nè. Thôi anh thuộc bài Đâu Mái Tóc Người Thương không? 1-2 câu. 2-3. Vô nha. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Yeah. Hợp, rất là hợp luôn. Bấm nút thôi. Có sâu luôn. Rồi bây giờ là 3 tiếng đếm cho các bạn suy nghĩ xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Suy nghĩ nha. 2. Tôi vừa ba một cái là nhìn thấy hai cái tay nhắm vô kịch liền luôn. Bất phân thắng bại, không biết bên nào nhanh hơn nữa. Này cũng số 10 đó. Hai bạn nắm tay nhau cái đi, coi nó cảm xúc như thế nào. Ok. Nhìn cái đi. Thấy sao? Mặt chút xinh lắm chứ bộ. Lắm. Có hai đồng tiền điếu nè ha. Con này có cái dù ghét không à? Da trắng mịn màng à, có điều nhớ anh nói giảm 5-7 kg ha. Cái đó sang qua cho ảnh. Không cần giảm luôn, để đi. Sang quá. Có 10 nó mới lạ. Tặng hai bạn cặp vé xem phim. Và đây cũng là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Chúc hai bạn có buổi xem phim. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của nhãn hàng Makhe, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Makhe là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp mặt cặp đôi đầu tiên. Gặp liền. Với em không biết ủi đồ anh. Tôi biết giặt đồ mà không biết ủi đồ hả? Không anh. Mỗi lần em ủi thì sao? Ủi này em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em. Nghĩa là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc thì cũng được 70% vậy. Rồi thấy là hy vọng rồi đó bé ơi. Mời nhà trai. Rồi chào em trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Wow, món gì vậy em?
Rồi để đây đi chút xíu anh Linh nó hưởng hết à. Nhưng mà chị biết cái món này món của anh Linh. Rồi cũng qua tới à. Bắt đầu giới thiệu về mình. Mời anh trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả có mặt chương trình hôm nay. Mình tên Lê Văn Trung. Nghề nghiệp là mình đang làm kỹ thuật cho một công ty kết cấu thép tại Đồng Nai. Quê mình ở Bình Định. Mình sinh năm 1993. 27 tuổi anh. Giới thiệu lớn lên cho chị. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Đấy, phải như xin thế chào được. Anh Quyền Linh. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin giới thiệu một chút. Em tên là Trần Thị Anh. Mọi người hay gọi em là Thu Anh. Và em năm nay bằng tuổi bên kia. Em hiện nay thì đang sống và làm việc ở Thủ Dầu Một Bình Dương và em làm trợ lý kinh doanh. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là người sáng tự lập. Tính tình vui vẻ hòa đồng, biết làm việc nhà mà thích bơi lội và thích đi phượt. Biết làm chuyện nhà là chuyện gì? Giặt đồ nấu cơm rồi em làm được hết anh. Được, vậy thì được. Điểm mạnh thôi, có điểm yếu gì điểm không? Điểm yếu là điểm gì? Hơi nhút nhát, với em không biết ủi đồ anh. Có biết giặt đồ mà không biết ủi đồ hả? Không, không anh. Mỗi lần em ủi thì sao? Ủi này em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em. Còn em sao nè? Điểm mạnh là gì nè? Điểm mạnh thì chắc là cũng hay cười, khá là biết quan tâm người khác. Nhưng mà em quan tâm về tinh thần nhiều hơn ạ. Đó, và em thì... Em biết ủi đồ không? Không ạ. Đó em rồi. Không biết ủi đồ luôn rồi. Đó rồi. Rồi còn điểm yếu của em nè. Chắc là nhiều như lá rụng mùa thu ạ. Em nghĩ em thực ra là cũng không khéo tay lắm. Còn thêm một cái nữa là cũng hơi thiếu vitamin C mà chị. Vitamin C là sao? C là biển mà. Biển thì... À là ý em nói em thiếu muối đó hả? Tự bạn tự nhận bạn thiếu muối lên từ. Thì đang mua muối. Trời ơi tưởng gì thiếu đường sợ thiếu muối rẻ xịn. Em có thiếu gì không trai? Dạ em thiếu bạn gái anh. Trời ơi có duyên vậy đó. Thiếu bạn gái ừ. Con này có duyên nè. Em có mấy mối tình rồi Trung? Dạ trước giờ cũng được ba mối tình. Trời ơi vậy mà nó thiếu bạn gái. Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng anh. Mối dài nhất là bao lâu? Dài nhất thì cũng gần 2 năm. Dài. Nhưng mà dài 2 năm vậy sao chia tay? Quan hệ quen không công khai anh. Đàn ông phải có chút danh phận chứ làm gì quen 2 năm không cho danh phận gì hết. Em còn thương người đó không? Đối với em là tình yêu là một là xem là tất cả, hai là không bao giờ là gì cả. Ồ, không bao giờ là gì dữ dội ta. Nha. Được. Rồi còn em sao? Bao nhiêu mối tình? Chắc cũng bằng bạn kia. Thì cái mối tình mà lâu nhất của em là bao lâu? Lâu nhất chắc là khoảng hơn 1 năm ạ. Ngắn nhất thì là chưa bắt đầu nên là cũng không biết khi nào kết thúc ạ. À vậy đó hả? Lý do tại sao chia tay vậy? Lúc mà nó cũng không được rõ ràng lắm. Tức là chỉ cả thấy là hai đứa tình cảm bắt đầu nhạt dần, thiếu sự quan tâm lẫn nhau, sự chia sẻ về tình cảm hoặc là cuộc sống. Nên là dần là cứ bỏ lơ nhau ạ. Mà muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người phụ nữ cao trên 1m5, ưa nhìn. Có luôn, gia đình tôi có hết á. Hiếu thảo với người lớn thì được rồi. Có muốn biết giặt đồ không, ủi đồ không? Biết thì tốt anh. Xui quá kìa không biết luôn rồi. Nè, có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Thì là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc thì... Còn em sao? Em mở bí kíp ra xem nó là cái gì ạ? Rồi em đặt cái thử. Em muốn người cao một chút. Em cao nhiêu? Em cao 1m65 chị. Được chưa? Yeah. Thực ra là nó hơi xuống xuống một chút. Khuôn mặt dễ nhìn ạ. Dễ nhìn. Quá dễ nhìn. Dễ thương. Được. Là người dễ tính. Dễ tính không cưng? Dạ em dễ lắm chị. Có bạn cái là em chiều hết chị. Được không? Được. Tức là người có thể thông qua lời nói và hành động để biểu đạt tâm tư hay là tình cảm của mình. Linh ơi ra coi nguyên cái bí kíp vậy chị. Đập tới 9 giờ tối mới xong á. Đây nè nguyên một. Đây không? Đây. Đâu tôi coi coi. Kiếm chồng mà con cuốn này mệt. Đó một cuốn vậy luôn đó. Ngoại hình cao 1m73. Cơ thể cân đối với khuôn mặt dễ nhìn. Thích cao vì mình yếu đuối cần được che chở bảo vệ. Bảo vệ nổi không? Dạ được anh. Có biết võ gì không? Biết chạy thôi anh. Biết chạy rồi. Dễ tính hài hước hay cười đúng rồi nó cười hoài luôn. Quyết đoán mạnh mẽ khi cần thiết. Mạnh mẽ không? Mạnh anh. Đâu nói mạnh coi. Mạnh. Vừa mạnh lắm. Nghe không? Một chút gia trưởng rồi. Thích gia trưởng hả? Dạ, một chút xíu thôi một chút xíu. Em có phải có chứng kiến đó đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Không có gia trưởng luôn. Có chút xíu nào không? Muốn có là có thôi anh. Muốn có là có thôi hả? Rồi. Không nề hà trong việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, có thể ủi đồ. Em yếu đuối ủi đồ là em thua anh. Mấy anh đọc thêm thì không có. Là người có chút lãng mạn. Thì muốn lãng mạn này cũng được anh. Được muốn gì được anh luôn. Trời đất ơi. Nhưng cần nhớ các ngày lễ quan trọng như Valentine, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày quen nhau hay là ngày kết hôn, ngày lễ phụ nữ vân vân. Biết hết các ngày không? Dạ mấy ngày đó thì biết anh. Biết không? Ngày nào đâu? Ngày 14 tháng 2 Valentine nè. Ngày 24 tháng 1 là sinh nhật em nè. 24 tháng 1 sinh nhật. Để vô đây làm chi vậy?
quê quán không yêu cầu nhưng là người đang làm việc ý định định cư lâu dài tại Bình Dương hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Em ý định là ở trong này chứ không về quê. Bây giờ là em xác định là Thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không? Ở đâu cũng được anh. Giọng nói dễ nghe nếu được, cầm cầm hoặc cầm cảm, ấy không phải. Năng khiếu là nếu được, mong muốn anh ấy biết hát, nấu một vài món ăn sở trường, biết sửa một số đồ dùng trong nhà, biết hát không? Biết anh. Hát, đây cho ta đã chấm điểm rồi, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Được không? Dạ được. Được, khóc qua được. Dạ. Nói chung là đọc hoài mệt quá, em cất đi rồi coi có gì về nghiên cứu. Em hình dung cái bạn bên đó làm sao, có được bao nhiêu phần trăm cái mà em muốn? Cũng được 70% rồi ạ. Trời, thấy là hy vọng rồi đó bé ơi. Em nhắm trong cái cuốn sổ em đang cầm đó, nó khoảng được bao nhiêu phần trăm, chứ anh thấy có 30 thôi đó. Anh cũng phải 90% em ơi. Trời ơi, giữ ta. Mạnh mẽ. Rồi, vậy là ổn rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn về. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và khán giả trường quay và nhà bạn gái bên kia. Khuôn mặt dễ thương, tính thì cũng cao ráo mà rất hợp với em trai của em. Chung này nó cũng hiền, rất là vui vẻ. Nên là hai đứa trao cho nhau cơ hội để bấm nút hẹn hò. Em đi với ai? Dạ em đi với dàn nhà gái là toàn gái ạ. Các chị em thì đều chịu độc thân ạ. Có chị họ xa. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, cùng chào bạn nhà trai và mọi người trong trường quay. Từ nãy đến bây giờ ngồi thì mình thấy bạn trai bên này á, sắc vóc thì là nhỏ nhắn nhưng mà dễ thương, nước da là rám nắng, là đẹp trai. Về cách nói chuyện thì là dễ nghe, hài hước. Theo những gì mà cậu ấy phỏng đoán là cậu được 90% á, thì mình nghĩ là như anh trai đánh giá là 70%, nhưng mình nghĩ là cũng được trên 6 rồi. Thì hy vọng là em cũng có nhận xét của mình và sẽ đưa ra được cái cơ hội để cho hai bên có thể thân thân tìm hiểu. Nhưng mà cái này thì phụ thuộc phần lớn vào em. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Bỏ đó vô túi đi, bỏ vô túi. Về ngẫm, nghiền ngẫm thôi. Trời ơi, cái mùi này tôi chịu không nổi ông Linh. Tôi biết cái mùi món hảo của ông á. Em nói ý nghĩa tại sao lại tặng ảnh, làm cái đó tặng ảnh. Em thấy nó ngon ạ. Tự tay em làm hả hay sao? Dạ đúng rồi. Ừ, đó là món gì em nói đi. Anh đoán món gì anh? Thịt vịt kho gừng. Đúng rồi. Em ăn thử ngon không? Nhớ nhả xương nha. Đó là ăn bữa cơm mình được. Ăn không hơi mặn vậy. Ủa ta làm ăn với cơm tự nhiên không ăn không rồi không chơi. Có ai nói vịt kho gừng ăn chơi đâu. Thôi, rồi. Nói chuyện đưa cái dĩa ở đây. Thấy để tôi xuống tôi lo dùng cơm này cho. Rồi còn em mở cái quà ra coi là gì. Đưa anh được. Mở dùng em không biết. Ừ, đó. Anh tặng em món gì đấy? Anh cũng nấu một món ăn để đến đây dành tặng cho em. Sushi trứng cuộn anh tự tay anh làm. À, cũng là đồ ăn hả? Dạ, dạ. Mà em để trong cái hộp thì tưởng là cái món gì đó, em ăn thử luôn đi cưng. Hơi mặn. Không có hơi mặn món anh kia ơi, em nghĩ là kết hợp với món này là hợp với anh. Em ăn thử đi, còn dư để anh. Đầu tiên là ngọt ạ. Đầu tiên là ngọt quá hả? Hơi bị ngọt. Ngọt của cái, không phải ngọt của đường ạ. Ngọt của cái vật liệu nó làm nên ạ. Mà ngon không? Ngon. Ngon. Rồi hãy đi hỏi Linh coi nó cái nói chuyện này cho nghe. Rồi hai đứa ngồi đi. Em thấy anh sao? Đẹp trai ạ. Anh nói là cũng dễ thương. Dạ. Em rất thích con trai mà mặt vuông chữ điền á, nhìn rất là men. Đó, quá vuông luôn. Dạ. Em có thích lấy vợ người Bắc không? Ở đâu cũng được, chỉ mà quan trọng là mình sống và mình lập nghiệp như thế nào thôi. Mình tìm hiểu nhau á, thì là anh dự định là chúng ta sẽ hẹn hò thế nào ạ? Thì anh thì miễn em cho lý do là anh đi thôi. Anh thời gian tối anh cũng rảnh. Một tuần em có thể, nếu như hẹn hò em có thể gặp, cho anh gặp được bao nhiêu lần? Nếu mà mình gần nhau á, em nghĩ là ngày nào gặp cũng được. Còn nếu mà hơi xa thì không sao, thì có thể là tuần 1-2 lần cũng được ạ. Em ở Bình Dương là em chỗ nào em? Ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đó anh biết cũng gần mà. Em hỏi chút, anh là con thứ mấy trong gia đình ạ? Anh là con út. Trên đó là anh trai. Đúng rồi, còn anh lớn và chị nữa. Vậy thì ước mơ của em là hai đứa con gái là nó dễ dàng hơn đấy ạ. Nếu anh con không quan trọng, miễn có là được rồi. Nhớ giữ mấy này làm kỷ niệm nha. Không rồi đó. Ngon. Dùm chốt ra đi.
nói những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Muốn em cho anh cơ hội để bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn. Rồi, hai bạn để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta trao đổi cũng khá lâu. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã cảm nhận xem thật sự tim mình có rung động hay chưa. Chừng nào rung động, chúng ta hãy bấm nút. 3 1 2 1 Hết thời gian. Rồi, hay quá. Chúc mừng. Bà bấm chậm làm tôi bị hú hồn theo. Bà suy nghĩ một điều gì đúng không? À không, tại vì em nghĩ là phải đợi xong đi mùa sau mới đúng luật. Người ta làm theo luật. Nắm tay nhau đi. Bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò nhau rồi đó. Nhớ tên bạn gái là gì không? Tính anh. Ừ, hay quá. Trời ơi, suy nghĩ gần tưởng đâu là mệt rồi đó. Giờ em gái có nhớ tên bạn trai là gì không? À, em thấy anh đẹp trai quá, em run quá à. Bạn này tên gì? Tôi còn không nhớ là gì bạn nhớ. Anh Trung. Nói lớn lên nào, anh tên gì? Anh tên Trung. Lớn nữa. Anh tên Trung. Lớn nữa. Anh tên Trung. Đó. Không luôn. Không. Đổ luôn vô. Không. Ai. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tính đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tính đến hôn nhân. Đừng ăn hiếp nó nha em gái. Dạ không. Nghiệp nó hiền lắm á. Thôi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Chứ như anh với Hồng Dân mà nuôi cá là chuyên ăn sớm lắm. Hồi nào ông thôi tôi nuôi được. Bè ngang 4, bè gài 13. Hỏa lòng mà mối chưa? Nhà trai nhà 4 tấm đó. Em nắm tay bạn này em có cảm xúc không? Có. Thế sao? Thấy bình thường. Mời nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị. Em bác, tên là Trần Công Hồ, sinh năm 1987. Nghề nghiệp của em là lái xe. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Rồi và em chào bạn trai bên kia. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 31 tuổi ạ. Em lái xe là em lái xe du lịch hay lái xe tải hay lái xe container? Em lái công, mà nói chung thì xe nào em cũng lái được. Em ở quận mấy? Quận 8. Vậy hả, em đi làm từ lúc mấy giờ? Công việc của em hiện tại thì bây giờ trước sáng thì 3 giờ em dậy em làm bo bo, đến 8 giờ thì nghỉ, tới 9 giờ thì em mới lái xe chị. Vậy đó. 3 hả? Giờ làm bo bo là làm gì? Nuôi cá kiển, bo bo cho cá kiển, thức ăn cho cá kiển. Như vậy có nghĩa là bạn làm nhiều nghề đúng không? Dạ. Chưa gì thấy cưng rồi ha. Dạ. Rồi em. Ôi, gái cho đàn trai biết về ưu điểm và khuyết điểm đi em. Ưu điểm của em nhận thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, biết lắng nghe. Em là giáo viên mầm non chị. Ở đâu? Dạ em ở Bình Chánh chị. Khuyết điểm của em á là em hơi cố chấp, với lại em hay quên chị, quên những chuyện nhỏ nhặt. Còn bạn ơi, bạn nói về mình chút xíu đi bạn trai. Dạ cánh ít nói, lại tập trung vào công việc thì nhiều. Em có mấy mối tình rồi hộ? Dạ một mối tình năm 2010. Quen mấy năm? 3 năm mấy. Tại sao lại chia tay? Cô ca không có nói thật.
Các bạn đó nói dối em hả? Dạ, em điện thoại thì cô ca hay cắt máy, ý là khi nào cần thì cô ca mới gọi cho em thôi. Vậy hả? Dạ. Chào em, hiện giờ cái thời gian biểu của em là như thế nào? Thường thì lái đến 4 giờ là xe cắm rồi. Còn lắm lúc thì kẹt hàng đi Bình Dương thì mình có thể về trễ 8-9 giờ cũng có khi cũng 10 giờ cũng có. Rồi ngoài cái nghề đó em còn làm nghề gì nữa không? Nghề nào làm cũng được. Bây giờ có tiền nhiều chưa? Mua có rồi. Bây giờ có nhà chưa? Có nhà riêng rồi. Có nhà riêng luôn. Em mong cái người vợ của em sẽ như thế nào? Đơn giản hiền, nghĩa là không thích mà dạng mà ăn chơi quá, không thích mà dạng cờ bạc hay mấy cực xấu mà không thích. Ừ, biết lo cho gia đình. Ôi, bà mối bà làm gì phỏng vấn đằng tay người ta mắc cỡ hỏi hoài vậy? Tôi nhìn bạn này tôi thương. Mối hồi dám bỏ chạy lắm á. Phải không em? Bộ em sợ chị lắm hả hay sao? Không. Chị ân cần quá mà. Không, thấy bao gối. Bao gối hả? Chào em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Xếp đây gia trưởng thì hiền khô như cục bột vậy đó. Không thích đàn ông nổ rồi nè. Em thích kiểu người khiêm tốn. Nói còn dám nói lấy gì nổ. Dạ. Không nổ rồi đó. Bây giờ là bạn đó bằng cái khẳng định là bạn có nhà rồi. Ừ. Có thể bật mí ngang nhiêu dài nhiêu không? Bề ngang 4, bề gài 13. Quả lòng mà mối chưa? Nhà trai nhà 4 tấm đó. Ôi đó ơi, chảnh. Cái người bạn trai của em muốn sao? Cái tính mà quan trọng nhất của em là phải chân thành. Chân thành? Dạ, nghiêm túc. Có luôn. Thành thật. Thành thật? Dạ, dạ. Cá mà ta còn chăm sóc đừng nói chi con người. Chứ như anh với Hồng Dân mà nuôi cá là chuyên ăn sớm lắm. Hồi nào ông thôi tôi nuôi được. Dạ. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, anh chị hai và chị Tư ạ. Dạ, chào Quyền Linh và Hồng Dân. Dạ, chào nhà. Dạ, chào em đây. Với chào hỏi nhà trai. Qua những điều em nói thì anh thấy em là có những quan điểm hình như cũng giống anh cực khổ dữ lắm. Bên đây là anh dạ anh rể. Anh rể. Em cho anh hỏi em thứ mấy trong gia đình? Em thứ 9. Còn em nữa không? Còn người em trai. Bên đây thứ 10. Thôi. Đúng. Hai nhà ngang nhau. Dạ. Em có biết uống rượu được không? Có lúc nhỏ có. Vậy được, tại anh thứ hai anh làm được 5-6 lon, còn thằng cầu chèo thứ tư thứ sáu thằng làm được 10 mấy lon. Căng này chứ. Người ta nói trà tam rượu tứ, ở đây mới có 3, đợi em nữa là 4. Chịu nổi không? Rồi cảm ơn. Em trai đi với ai? Đi với mẹ ruột cái là gì? Cũng đại gia đình luôn. Em xin chào anh Quyền Linh và em xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Em là dì Út. Cháu này cũng dễ thương, cháu tôi rất là cũng hiền lành. Thật sự có sao là tôi nói như vậy. Ngoan, biết hiếu hạnh với cha mẹ, biết lo làm ăn, không có ăn chơi. Gia đình có mai mối gì cho bạn? Lo làm ăn không à? Lo mừng ăn không á? Lo kiếm tiền không à? Lo kiếm tiền để mua nhà. Thấy thì tôi cũng rất là ok. Ok. Hiền. À. Thấy cũng có nết na. Dạ, cảm ơn gì? Mẹ rồi, mẹ có muốn nói gì mẹ? Không mẹ? Ý kiến gì chị đâu, tôi chị đó thì giờ tôi cũng nhưng mà à. Con trai là ở chung nhà với chị à? À bây chung. Giờ là con trai đang báo hiếu mẹ đó. Nghĩa là về làm dâu đúng không cô? Trời ơi, tôi không phải nói tôi nổ nha, chị tôi ha. Dễ không có làm dâu con gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Mở rào. Qua đi đó. Dạ. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Đây là một bức tranh em được, nó được xếp từ những hạt gạo. Em hy vọng rằng cái người nhận bức tranh này cũng làm việc gì cũng có sự kiên nhẫn. Em tặng anh. Anh gặp em anh thấy em sao? Không nghĩ ra. Thì có giống như anh tưởng tượng không? Được gì? Về dễ thương thì có. Mà cũng nói thật à, thấy em nói thật. Anh thấy em có nói nhiều không? Nếu mà anh ít nói gì anh có ngại người nói nhiều không? Suốt ngày lải nhải ở lỗ tai anh có bực bội không? Nói nhiều cũng được mà nói đúng đúng chuyện, đúng về những gì họ nói. Nói nhiều đừng nói nhảm đúng không? Dạ, nói đúng, đúng. Anh làm thời gian như vậy anh về anh có mệt không? Anh có cảm thấy là mình vất vả quá không? Thời gian thì có mệt rồi đó.
buông ra ngủ liền. Ngủ liền luôn à. Vậy mà lúc em mà lỡ gọi điện khuya và nhắn tin cho anh rồi, anh có bực không, anh có quạo không? Không. Hai bé này rất thực tế luôn. Nếu mà em nhắn tin thì anh hay thì em sẽ trả lời, còn dạ, không thì nằm ngủ luôn. Rồi ngủ dậy anh có nhắn tin trả lời lại cho em không? Em chỉ sợ là anh có lúc anh thiếu ngủ, mà anh công việc anh làm tài xế á, với lại lúc nãy anh nói là anh không có tập trung công việc, mà cái công việc tài xế thì lúc anh lái xe anh phải tập trung cao chứ. Do chạy từ nhỏ lớn rồi mình nhìn đường rất hay, không có lo về vấn đề chạy xe. Dạ. Anh có thường nói chuyện với gia đình không? Có, thì nói chuyện với mẹ nhiều nhất. Bây giờ nè, em đứng lên tự tin hát cho thoải mái đi, họ nói chuyện nào, bắt đầu. Hát bài Nỗi Lòng Của Con. Hát đi Cưng. Mẹ hiền ơi, quê nhà chở trong con về, vì nơi xứ người con phiêu bạc bản thân cho đời. Cần đêm mình con bận không nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan cơm mẹ. Thôi. Có bài nào khác vui vui không? Tự nhiên gặp người yêu mà hát. Chạy xe ít, quên nghe nhạc. Thôi, để hát đi. Em định đó là một chút em hát em để tỏ tình với anh đó. Nhưng mà giờ anh đòi hát trước nên giờ em hát luôn. Tỏ luôn. Rồi cứ hát đi. Chủ động luôn, mạnh mẽ lên. Baby, tell me how can I tell you that I love you more than life. When you touch me, I can touch you to find out it's really true. I love to be loved, that I love to be loved by you. Nghe được câu gì trong đó? Không hiểu. Có cái câu mà người ta quan trọng nhất. Câu đó là đủ rồi. Là gì? Anh yêu em. Vẫn quan trọng nhất là cảm xúc cho các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Bấm nút là phải đi đến cùng luôn nha. Người ta đang rung lắm, người ta không có nghe mình nói gì đâu. Căng thẳng gì? Không có nghe mà, người ta không nghe mà, người ta lo cái nút bấm rồi. Nước mắt chăn cơm ha. Nhắm mắt lại. 3 2 1. Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi, cái cặp này làm tôi hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài à. Nắm tay luôn đi, nắm tay vô. Rồi, xin phép hôn nụ hôn đầu tiên đi. Xin phép ba cho con hôn bạn. Hôn bạn. Hôn phải làm liền ha. Hôn lại cái đi, hôn lại cái cho bạn có tinh thần đó nè. Thôi rồi, được kêu thấy chưa? Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitareri, Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sơn Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn của anh đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé.
Và bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng và làm một số trò giống như là pha trò làm mắt lé. Làm một người coi có lé thế nào. Mời bạn gái bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời em gái giới thiệu. Dạ vâng, em xin chào chương trình, chào chị Cát Tường, anh Quyền Ninh. Em tên đầy đủ là Nguyễn Kim Thế, năm nay 26 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Rồi, hiện tại em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm giáo viên tiếng Anh ạ. Em dạy ở cấp 2 ở trường ở quận 3, trường Phan Xào Nam ạ. Bạn trai bên kia, dạ, lần đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào em Thế ở bên kia. Dạ vâng, chào anh ạ. Em tên là Minh Tuấn, năm nay em 28 tuổi và công việc của em là thủ khoa và kim vật tư. Điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi. Rồi mời bạn gái nói trước Thế. Em có sở trường là khám phá những cái tài lẻ chị. Rồi, em có nhiều tài lẻ không? Tài lẻ gì đâu, em kể hết mấy tài lẻ của em rồi. Là em có thể đàn được một vài nhạc cụ, có thể dùng nhiều giọng khác nhau nhưng mà không biết là có hay hay không. Bây giờ mới là đúng là sống làm việc ở đây nè. Dạ đúng rồi. Đó đâu giờ em thử em nói cái miền chị coi chị nghe đúng không nè. Thực ra tiện trúng là tiện mà em cảm thấy khó mà bắt chịu nhất. Như thế ạ. Như thế ạ là bắt rồi. Nói chung là có một số tài lẻ. Còn điểm yếu của em là gì? Hay tham công tiếc việc á anh Linh. Bạn trai. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng và làm một số trò giống như là pha trò làm mắt lé hoặc là giả giọng một số vùng miền. Mắt lé? Dạ. Làm mọi người coi có lé thế nào. Em cũng làm được á. Đâu em làm chị coi. Đang làm bữa nào trời ơi, tự nhiên hai chồng tự nhiên là mắt đàng hoàng muốn cái lé. Hai chồng ngồi nhìn nhau lé chơi, một cơn gió độc thổi qua rồi lé luôn. Mấy miền luôn hả? Nói chung một số vùng miền thôi anh. Ô, Linh rồi. Dùng nào? Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh, em chào bạn nữ ấy. Tiếng nào nữa? Dạ, tiếng Bắc ạ. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường và bạn nữ. Cũng được nhưng mà chưa giống lắm. Nãy giờ tôi ngồi đây lùng bùng lỗ tai nè. Dạ. Bây giờ nè, bồi thường lại cho tôi cho nó êm tai xíu nè. Đó, mời cô thể hiện cái tài lẻ này được. Bad, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. Fell right through the crack. Now I'm trying to get back. Before the curtain ran out, I'll be giving it my best. It and nothing gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot quit. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 do. Yeah. Trai cảm nhận như thế nào? Dạ hay chị ạ. Hay, hiểu gì không em? Dạ không ạ. Dễ thương. Có thể xóa đi tất cả mọi cái ranh giới ha. Đó. Hai bạn mà về ở chung nhà là vui lắm á. Rồi. Dạ em chắc cũng nghĩ vậy. Bạn trai, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua ba mối tình ạ. Hai mối tình không chính thức và mối tình chính thức ạ. Tại sao chia tay? Nói chung là bạn gái thì hay áp đặt em làm vậy, kiểu gia trưởng ạ. Trời ơi, bạn gái mà gia trưởng hả? Gia trưởng luôn đó hả? Dữ vậy? Em ơi, em có gia trưởng không? Em Hiền Khô à. Ở quê em á, người ta không có biết tên em. Người ta chỉ gọi em là bé Hiền với bé Khờ thôi à. Trời ơi. Còn bạn gái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà em cũng không đáp lại trọn vẹn nữa. Cách đây cũng 5-6 năm rồi anh ạ. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chết rồi, em để quên danh sách ở dưới là khoảng 2 tờ A4 rồi.
Vậy bạn trai, bạn nói trước đi, bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là biết kính trên nhường dưới, biết đối nhân xử thế và biết quan tâm người khác rồi. Dễ, cái này thì dễ rồi, cái gì khó hơn không? Dạ không gia trưởng nè anh. Không gia trưởng. Cân nặng thì đừng quá mập là được. Không, nè không có quá mập đâu. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Là đừng có càm ràm quá chị Cát Tường ơi. Em gái em chỉ có càm ràm em không em? Em có càm ràm không em? Dạ không. Bây giờ em nhớ ra những cái tiêu chuẩn của em chưa? Dạ về ngoại hình á thì do em cũng không xinh mấy nên chỉ cần bạn nam cao trên 1m65 là được. Nói chung ngoại hình chỉ cần uy nhìn thôi, khoảng giống như anh Quý Bình là được rồi. Vậy mà nói ưa nhìn là được. Rồi sao nữa em? Dạ với lại giọng nói trầm ấm. Bạn kia thì hơi chưa có được trầm ấm lắm. Nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Về tính cách á thì phải có chính kiến, cũng biết trước biết sau. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ em không thích bạn trai mà hay tỏ ra nguy hiểm. Có nghĩa là mình cứ bộc lộ thật sự cái bản chất của mình đi. Có nhiều người mình cố gắng mình tỏ ra mình vui vẻ, mình có duyên, nhưng mà nhìn nó rất là vô duyên. Dạ. Đúng không? Bởi dạ. Vì có sao để vậy. Hết 2 tại A4 chưa? Chân thành. Mất tiêu rồi. Ở dưới học thuộc rồi nha. Giờ nhai xé dục đâu luôn rồi. Cái này em nghĩ đến nửa tờ thôi. Anh chào chị Cát Tường. À, chào em. Em có món quà trời. Chị làm gì lú đầu qua chưa có nói gì hết trơn. Có quà là. Em tặng em lên làm kỷ niệm. Cảm ơn em. Rồi. Này là cây bút hay gì đúng không? Dạ, cây bút khắc chữ. Ồ, em khắc luôn hả? Dạ không, cái này ở ngoài tiệm khắc ạ. Kính tặng bà mối Cát Tường. Ồ, ông Mai Quyền Linh. Hay quá. Nói chung là em cũng ý tưởng này rất là tuyệt vời. Cảm ơn em nhiều. Dạ em cảm ơn. Bây giờ xoay lại cái vấn đề đi tìm bạn trai bạn gái. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu được á thì khoảng cuối năm này hoặc năm sau, nhưng mà quan trọng là phía nhà gái. Em đã chuẩn bị những gì cho đám cưới? Dạ em đã chuẩn bị tiền và đồ. Tiền và đồ. Rồi nhà cửa thì sao? Nhà cửa thì em cũng mấy năm làm thì chắc cũng mua được căn nhà nhỏ nhỏ. Mua chưa? Dạ chưa. À, chừng nào mua? Chắc sắp cưới thì mua. À như vậy là cũng hợp lý ha. Mọi việc ổn định, công việc em là giờ cũng ổn định rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi hy vọng là sẽ mai mối được cho cặp này. Ừ. Chào con gái. Nãy nghe em đàn hát, anh cảm giác em là người rất là lãng mạn. Dạ đúng rồi. Chà, nhưng mà nhà gì? Trai có vẻ không có được lãng mạn. Nhà trai hơi khô khô chút xíu, giống như anh vậy, kiểu như giống như anh vậy, khô khốc chân à. Chất. Rồi chân đơn chất giản người. Dễ thương. Hả? Dạ dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Em ơi, em có hay lãng mạn không em trai? Nói chung có chút xíu xíu à. Thôi một xíu à. Buồn quá à. Buồn quá không? Em có tính hay ghen không? Dạ, em mới có một lần em cũng không biết nữa. Nếu được thì khoảng bao lâu thì em có thể đón nhận tình cảm của anh bước tới được? Nếu mà với cái mức độ lãng mạn đó của anh thì em nghĩ chắc phải lâu á. Lâu hả? Được rồi, anh sẽ nói tăng tốc độ lãng tăng mạn lên. Tăng lên, ha. Tăng lên, thấy nhà trai có vẻ yếu cái vụ lãng mạn rồi đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Dạ em đi với chị ba em. Chị ba, chào em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn Nam và chào toàn thể quý vị. Rồi, em nhận xét về bạn trai bên đó như thế nào? Nhìn mặt được. Cũng gọn gàng. Ngon cái là thẳng lưng là mình ngồi nữa. Bây giờ tính nói luôn rồi đó. Dạ em muốn nói với bạn nam này trước là em gái của mình á thì không có được xinh lung linh. Dạ. Nhưng mà có những cố gắng, làm người rất là cố gắng, có nghị lực, biết mình thiếu những cái gì mà cố gắng, có những cái tài lẻ, có những cái cố gắng để bù vô cái vẻ ngoài của mình á. Dạ. Cho em nên thì không quan trọng ngoại hình, em chỉ quan trọng tính cách thôi chị ạ. Ngoại hình cũng quan trọng đó chứ bộ. Còn nói với em gái mình đó hả, đã lên đây làm cái duyên rồi, mẹ có dặn cái con gái á là nói chung là cho nhau cơ hội đi, nếu mà được thì tiến tới, còn nếu như không được á thì coi như là mình kết bạn và có thêm một mối quan hệ mới. Cảm ơn chị. Dạ. Tâm lý quá ha. Bạn trai mình đi với ai? Dạ hôm nay thì do mẹ em chăm sóc bà ngoại á nên em đi với em họ và bạn thân ạ, đang ngồi bên kia. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, đến chị Cát Tường và quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Nếu như một người con gái mà tìm được một người chồng mà yêu thương, quan tâm mình mà đi đến với mình suốt cả cuộc đời á, thì nó càng vui hơn. Thì người đàn ông mà đang ngồi sau bức rèm đấy, tất nhiên là không phải anh Quyền Linh rồi, thì người đàn ông đó mình tin chắc rằng là sẽ mang đến cho bạn cái niềm hạnh phúc như vậy. Mình hy vọng là bạn hãy có thể lắng nghe cái tiếng nói của con tim để mà bỏ qua cái hình thức ngoại hình đi. Thì nếu như so về cái ngoại hình á,
anh Quỳnh Linh anh ấy bự hơn, to hơn cái người anh họ của mình. Nhưng mà đi sâu hơn thì bạn sẽ thấy rằng là anh họ của mình có những cái rất là lớn. Rồi, đi sâu vào bên trong á. Xíu. Ý em nói ở đây là cái tấm lòng với chị cắt được. Cứ tới đi anh Tuấn, tới đâu hay từ đấy. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nào. Kéo màn. Lần đầu tiên thì anh có món quà anh tự làm và món quà anh. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Em của sau màn có giống em của trước màn không anh ạ? Thì đúng, nói chung là gần 80% những gì anh tưởng tượng. Thì còn em thì em tưởng tượng anh như thế nào? Em không có tưởng tượng gì ngoại hình. Dạ, nhưng mà nói chung là anh dễ thương dễ gần. Hôm nay thì mình tới, mình gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi. Thì phận là do người tạo nên anh cũng mong em và anh và em mở lòng để cho nhau cơ hội. Anh hứa là trước khi cưới là anh sẽ mua căn nhà bộ ổn định trên đây. Trên đây là Hóc Môn hả? Trên Hóc Môn. Nói chung là anh là người có thể biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là mẫu đàn ông của gia đình. Nên biết đi mà, quan trọng là có làm không á anh? Anh thuộc siêng năng chứ không có lời. Dạ. Thôi bây giờ hai người hãy nhìn thẳng vào mắt nhau 10 giây. Rồi hãy nói lên cảm xúc của mình. Hiện tại mình suy nghĩ gì về đối phương? Đúng. Và rồi, mình thấy trong lòng mình hiện nay như cảm xúc như thế nào? Anh nói trước đi. Thì hôm nay á, thì anh mong em sẽ cho anh cơ hội để tìm hiểu. Và anh sẽ hứa sẽ làm hết tất cả cho em được hạnh phúc. Thôi, bạn gái khỏi cần nói, chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha, ở đây rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Bấm nút là đồng ý hẹn hò. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chúng ta đừng dối lòng mình, đừng làm trái con tim. Rung động thì bấm, không rung động thì thôi. Hãy kiểm tra nhịp tim của mình. 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, mời em. Dạ chào quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay. Dạ. Sao bạn gái nắm chậm thế? Tôi lo quá. Em nghe đến 3 tiếng đếm rồi đó chưa? Một cô gái rất thông minh, rất là năng động. Một chàng trai chân chất. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bổ sung cho nhau để tìm đến một cái hạnh phúc trọn vẹn. Chúc các bạn sẽ có hạnh phúc hoàn hảo nha. Dạ rồi, cảm ơn. Đây là một chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 2129 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Dù quà rất nhiều nhưng mong hai bạn vẫn nắm chặt tay nhau đi một đoạn đường dài và tìm đến hạnh phúc. Và báo tin vui cho chúng tôi. Và nụ hôn không hôn đi, hôn đi, hôn đi. Rồi. Khuyết điểm của em là khó tính và rất là kén ăn luôn. Thực ra em khó tính trong công việc, ví dụ như là nếu mà mượn đồ gì của em chẳng hạn, lấy xong là phải trả về đúng như vị trí cũ. Đến khi em cần là phải có. Ăn uống em rất là kén ăn luôn. Có tính lên anh đấy. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công. Mặc dù là cô bạn gái cũng còn hơi chút suy nghĩ chần chừ, nhưng họ cũng đã quyết định bấm nút để cho nhau một cơ hội. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Thảo Mạn. Mời bạn nam. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Lần đầu tiên cho em phép em gửi lời chúc sức khỏe tới hai MC dễ thương xinh đẹp, ông Mai, Quỳnh Linh và bà mối Cát Tường ạ.
và bạn gái bên kia bước rèm cùng tất cả quý vị khán giả đang ngồi tại trường quay ạ. Em tên là Thanh Hải ạ. Em năm nay 29 tuổi, quê em Hà Nam và hiện tại đang là làm nhân viên kỹ thuật viên của công ty Toyota Biên Hòa chi nhánh Bình Dương. Rồi em giới thiệu đi. Dạ, em trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên là Hà Thị Hường. Hiện em đang làm nhân viên kế toán cho công ty phân phối và cung cấp hàng hóa mỹ phẩm công ty Mesa. Em quê ở Hà Tây. Tuổi thì năm nay là em 33 tuổi. 33 tuổi? Trời ơi, trẻ măng. Không có gì hết, nhìn vô cứ tưởng 27, 28 tuổi thôi. Cảm ơn chị. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình chị. Tân Bình. Rồi. Bạn trai 29 tuổi 29, hả? 29, bạn trai 33. Vậy thì bạn cảm nhận thế nào khi mà nghe cô gái kia 33 tuổi? Thực ra chắc là em xem nhiều phim quá thì phải. Nên em nghĩ rằng về cái vấn đề tuổi tác nó thực ra nó không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm của hai người như thế nào. Nên là em vẫn chấp nhận theo câu nói của những cái xem phim ngôn tình bây giờ là chào chị anh yêu em. Còn bạn gái, em có cảm thấy ngại khi bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Bây giờ thì em cũng không có vấn đề gì về vấn đề là bạn ấy nhỏ tuổi hơn em. Chỉ cần là bạn ấy chững chạc hơn em nè, rồi là biết quan tâm lo lắng gia đình. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng mà có thể là cứng rắn hơn em, mạnh mẽ hơn em, thì đó là điều bình thường thôi. Như vậy là cũng được rồi ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, với lại rất là chăm chỉ, rồi làm việc luôn có trách nhiệm với mọi công việc, và rất là yêu trẻ con. Còn điểm yếu thì là em hay nói to lắm. Nói chung là mà thí dụ gặp ai mà nói dối cái là em dễ nói to lên để cho là người đó phải nói ra cái sự thật của mình. Nói lớn kiểu như là nạt nộ luôn hả? Quát không, lên hay sao? Nói chung là không phải là nạt nộ, mà nói chung là em nói to hơn thôi, chứ không phải là nạt nộ, bởi vì là em cũng không biết nạt nộ người ta như thế nào luôn ấy. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu bạn là gì? Em thấy em là một người con người của gia đình nên là rất thích nấu ăn. Em thích điểm này lắm. Nhiệt tình trong tất cả mọi công việc. Em cũng nói chuyện giống bạn nữ, là nói chuyện rất là lớn. Nếu mà ở công ty mà khi mà em đang nói chuyện trêu đùa với cả những anh lớn tuổi hơn ấy, em nói chuyện gần như là mấy anh quản đốc cứ tưởng là cãi nhau luôn á. Còn gì nữa, ưu điểm khuyết điểm? Khuyết điểm của em là thật sự là một người khó tính và rất là kén ăn luôn. Khó tính lên anh đấy. Ra em khó tính trong mấy công việc, ví dụ như là nếu mà mượn đồ gì của em chẳng hạn, lấy xong là phải trả về đúng y vị trí cũ. Đến khi em cần là phải có. Ăn uống thì em rất là kén ăn luôn. Nên em ít khi ăn cơm tiệm, toàn là về nhà nấu không ạ? Đó là điểm mạnh điểm yếu ha. Rồi, tình trường thì sao? Em thì nếu mà tính đúng mà hai người mà có hẹn hò thì em chỉ có một mối tình thôi. Mối tình đầu tiên thì năm em 21-22, là lúc đó là em cũng còn rất là trẻ, nên là em chưa có ý định lập gia đình sớm, nên là người đó cũng đi hợp tác lao động nước ngoài thì em chia tay. Thì sau này là em đi làm thì em cũng quen một vài người ở cùng làm. Em thuộc dạng là mưa làm thấm lâu á, nên là làm chung với người ta lâu năm thì em cảm thấy thích. Thì lúc đầu là người ta thích em trước, sau đó thì đến lúc khi mà em thích lại thì người ta không còn thích em nữa. Như vậy là mình phải rút kinh nghiệm, mình phải biết nắm bắt kịp lúc kịp thời. Thì bây giờ là khi nào, ví dụ như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nên chung là bây giờ ba mẹ em là rất muốn nhanh lắm, chứ không có muốn là lâu la gì hết. Mà bản thân em cũng vậy, quen thì khoảng từ 6 tháng tới 1 năm là ok rồi chị. Rồi. Ok, rồi mời bạn trai bên kia, tình trường của em thì sao? Dạ, em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình không chính thức thì yêu đơn phương 5 năm. Còn mối tình chính thức thì gần đây mới chia tay được cách đây khoảng tầm trên 1 năm rồi ạ. Quen bao lâu rồi chia tay? Quen nhau cũng trên 1 năm luôn, trên 5 rưỡi, gần 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ, có rất nhiều lý do, ví dụ như là nhiều khi em nhắn tin cho cô ấy trên Facebook ấy, thì nó rõ ràng là hiện chữ đã xem tin nhắn rồi ấy. Nhưng mà cô ấy vẫn không giáp lại cho em. Xong tối về là xóa hết tài khoản Facebook, Zalo, chặn hết số điện thoại luôn. Thế sau đó là hai người cứ im lặng, thế là cũng không nói gì, tức là cũng không nói lời chia tay. Sau đó một thời gian là em thấy là, tức là cái tình cảm nhạt dần, cô ấy cũng có thể là nhạt dần. Thế là em là người nói, chủ động nói lời chia tay. Bây giờ mình bỏ qua hết chuyện cũ đi, mình nói chuyện mới. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em thì chỉ cần một người đó là cao trên 1m55, dễ nhìn. Là một con người có gia đình, biết kính trên đường dưới đối với bố mẹ, gia đình hai bên hay là họ hàng, là xóm. Em chỉ cần đơn giản thế thôi. Còn em không thích bạn nữ đó là càm ràm, tức là một vấn đề nó đi nó lại quá nhiều lần. Tức là cái gì xong bỏ qua. Rồi. Bạn gái thì sao? Em bây giờ muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Từ nãy giờ anh nói những cái gì đó thì em cảm thấy là rất là phù hợp với em á. Bởi vì là em cũng thuộc tiếp người của gia đình.
Còn về mẫu mà bạn trai mà em muốn tìm á thì là anh ấy phải cao hơn em từ 1m68 trở lên này. Nói chung là không mập quá mà cũng không ốm quá, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Thật ra cũng đơn giản, đàn ông bây giờ hiện đại rồi, đi làm nhưng mà công việc gia đình hay gì đó cũng phải phụ, biết phụ vợ hết chứ không phải là như ngày xưa nữa đâu. À, nhưng mà ngoài điểm đó ra em còn điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Chỉ cần là anh ấy không đánh bài, không chơi cá độ. Nhậu nhẹt thì cũng được, không phải là bê tha quá. Không còn tiêu chuẩn gì nữa hết ha. Vâng, nói chung là em đơn giản lắm. Em có đánh bài bạc gì không em? Em chào chị ạ. Dạ đánh bài thì em có nhưng mà em cũng... Tức là em chỉ biết thôi. Biết chơi thỉnh thoảng rồi anh em gặp nhau tí nhưng mà lâu rồi em cũng bỏ là không chơi nữa rồi. À, bạn gái nói quen là trong 6 tháng 1 năm là phải cưới luôn chứ không thích ngâm lâu. Ý em thì sao? Dạ, thời gian thì vấn đề là không quan trọng. Em có thể chờ được mà cũng có thể cưới luôn được, vấn đề không vấn đề gì cả. Quan trọng là tình cảm hai người thế nào thôi. Cưới nhau xong bây giờ mình sẽ ra sinh sống ở đâu, định cư ở đâu? Sẽ tạm thời trọ xin ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Kế hoạch của mình bao nhiêu lâu thì mình an cư, có nhà cửa để sinh con cái rồi? Trên khoảng trên 2 năm thì sẽ có nhà cửa. Ừ, đó phải có cái kế hoạch ổn định dạ. Như vậy mới được. Được rồi. À, mình có làm dâu không em? Dạ bố mẹ em thì không quan trọng chuyện làm dâu. Hiện giờ là em đang sống với ai? Em đang sống một mình ạ. Rồi vậy được rồi ha. Vậy chị nghĩ cặp này cũng hợp lý. Mặc dù em nhỏ hơn bên đây nhưng mà chị thấy em cũng rất là chững chạc. Hy vọng hai em sẽ tiến tới được với nhau. Nói chung ngoại hình rồi là tương đối. Qua thăm bạn gái coi sao nha. Ly em cao 1m65 đó. 65 đúng không? À, dạ vâng chắc... ạ. À, đúng rồi. Rồi. Hơi lùn hơn 3 phân rồi. Dạ, dễ thương quá. Ảnh hơi lùng hơn so với cái nhu cầu em đưa ra thì sao? Nói chung là hơn em chút xíu thì được rồi. Em cũng đi giày bệt không à, chứ không có đi giày cao. Em cao mét mấy? Em cao chắc 1m62 á chị. Hà Tây về Hà Nam cũng gần ha, cũng hợp lý đấy. Coi như kỳ này hai đứa mình có thể về chung rồi đó nha. Dạ vâng ạ. Em, một cái người đàn ông mà cũng hơi kỹ tính chút xíu, em có lo không? Không anh, em kỹ hơn anh đấy. Thí dụ như là lấy cái gì anh đâu phải để đúng chỗ đó. Em cũng vậy luôn, ai mượn em cái gì là phải trả. Phải mượn xong là phải sử dụng xong phải trả. Nếu có sử dụng mút mượn nữa thì lại quay lại mượn hai thì chồng ok. Hai chồng để đâu mà vợ lấy để chỗ khác là cũng không được đó nha. Như thế là hợp lý rồi đấy ạ. Hợp lý hai người được đó. Bây giờ em cảm nhận qua giọng nói, qua cách chia sẻ thấy hợp với em khoảng bao nhiêu phần trăm? Nói chung là cũng được 70% thôi. 70% hả? Vậy là quá tốt rồi. Tốt rồi, thôi vậy đi. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm ý kiến của người thân để tham khảo ha. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với chị gái ruột em với lại em gái của em và các bạn đồng nghiệp, một chị hàng xóm và bạn học. Rồi, đông dữ vậy. Một tràng pháo tay cho hội nhà gái ha. Rồi, gặp chị gái đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Mình là chị gái của Hà Hường. Phía phái đoàn nhà gái đi rất là đông. Bởi vì là đây là lần đầu tiên em gái tôi muốn thật lòng là đi hẹn hò với một người bạn trai để tiến tới hôn nhân lâu dài về sau. Trong mắt tôi lúc này thì phía bên nhà trai là tôi thấy là cũng rất là ok. Nói chung về tính cách thì em gái tôi là một người rất là hiền, ngoan và rất là yêu quý trẻ con. Tôi cũng rất là mừng là nhờ cái chương trình này mà để có cơ hội cho em gái và cho bạn trai bên này tìm hiểu. Xin hết và xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị nói. Ở nhà đông đưa tay lên coi, con thấy có đông không? Ồ. Trai đi với ai? Dạ, nhà gái hùng hậu quá, bây giờ nhà trai. Bác, chị dâu và người em họ. Rồi. Xin kính chào chương trình và kính chào Cát Tường và dạ, Quyền Linh. Dạ, chào bác ạ. Tôi là bác của cháu Thanh Hải. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội. Chủ yếu là cái mình cảm thấy hợp nhau. Còn về cháu gái gặp chương trình ở đây với cháu Thanh Hải thì tôi thấy là về vóc dáng rồi đến con người thì nói chung là tôi thấy đại là ok. Còn chương trình hôm nay thì bác cũng mong là hai cháu tiến tới được với nhau thì rất là tốt. Bác xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Rồi bây giờ thời khắc quan trọng là vấn đề hả? Kéo mà. Không gian này là có các bạn đấy. Cảm ơn cô tặng em. Cảm ơn anh. Nhìn em nhìn trông trẻ hơn so với tuổi. Dạ, cảm ơn anh, đó là gen di truyền em ạ. Em nghĩ thế nào về cuộc sống gia đình? Nói chung là hạnh phúc giống như gia đình em hiện tại. Phải thông cảm, phải biết hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Thì nói chung là sống thì mới sẽ biết được. Còn nói thì em cũng không biết nói gì để cho nó hay hết ạ. Bạn ở đâu đó, hẹn hò thế nào? Từ 2 đến chủ nhật em các buổi tối em đều có thời gian hết và chủ nhật thì em dành cả ngày chủ nhật luôn. Thì anh rất thích đi du lịch Đà Lạt hoặc Đà Nẵng.
Không biết em có thích không? Nói chung là em cũng thích nhưng mà em lười lắm. Thì hy vọng là anh sẽ cố gắng làm cho cái lười của cái sự đi chơi của em nó bỏ mất đi. Nếu mà chúng mình đồng ý hẹn hò thì anh sẽ thường xuyên từ Bình Dương về Sài Gòn nhiều hơn. Thứ hai là hai đứa sẽ gặp nhau nhiều hơn và để tìm hiểu về nhau và để hiểu được tính cách của nhau nhiều hơn. Rồi, nãy giờ hai bạn nói chuyện á, em cảm nhận người đối diện như thế nào? Thấy có trái tim mình có một chút gì đó rung động chưa? Thứ nhất là bạn gái rất là dễ thương. Hai là rất là hợp với những cái mà những cái tiêu chuẩn em đã đưa ra. Trái tim em cũng đã có nhịp đập rồi ạ. Rồi, bạn trai hát một bài hát nào đó tỏ tình gửi tặng cho bạn gái rồi chúng ta quyết định. Em thật sự là hát không hay đâu ạ, nhưng mà em được cái là hay hát. Em xin hát một đoạn trong bài hát Không bao giờ bó tay của Tống Gia Vĩ ạ. Số anh nghèo không thể lo, được cho em luôn ấm êm. Anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy hiểu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Vì đàn ông ai cũng lo lắng. Quên, em quên mất rồi. Nói chung là không bao giờ bó tay hả? Dạ, không bao giờ bó tay ạ. Thôi các bạn để tay vào nút bấm đi. Dạ. Và bây giờ là giây phút chúng ta đưa ra quyết định của mình. Quyết định là quyền của hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Hãy nghe nhịp đập trái tim mình và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Tay nhau nào. Tay nhau. Xứng đôi không? Hôm nay em đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 212 trên Lý Chiến Thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Và đây, gửi tặng hai bạn chiếc máy nước nóng với hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Thủ tục tiếp theo là gì? Em xin phép chị cho em hôn chán của lái chị chán. Hôn chán là hôn con đấy. Nào, cả team chúng ta đâu rồi? Thoải mái đi chưa? Thoải mái, thoải mái. Thoải mái. Thôi anh xin hôn bằng hôn má nhé. Thế mới được chứ đúng không? Thật chặt nha, rất dễ thương. Bạn muốn hẹn hò thì tự nhiên lòng tôi thấy nó nao nao là sao ấy. Hình như thấy Cát Tường hình như là cười nó hạnh phúc nhiều hơn là thường ngày. Bây giờ anh hỏi Cát Tường nè, tại sao phải ế? Ế thì có nhiều nguyên nhân. Có thể là ham kiếm tiền quá đi. Có người thì cuộc sống gia đình mưu sinh, người ta quên đi cái tình yêu của người ta không có để ý đến những cái chuyện đó nên là người ta ế. Ai cũng có lý do riêng của mình hết. Nhưng theo anh nghĩ á, ê sắc ế là do cái duyên nó chưa tới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cặp đôi đầu tiên để xem duyên số họ có đến được với nhau hay không. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong 4 giải thưởng đến từ Toshiba. Tủ lạnh Toshiba GRWG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác. TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch mang chất lượng âm thanh sống trong từng khuôn hình sắc nét. Laptop The New Satellite L40 mang đến những trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động chưa từng có với rất nhiều màu sắc phù hợp với giới trẻ năng động và cá tính. Máy giặt chuyển động trực tiếp SDD Inverter Toshiba AWDC1700W, sức mạnh tối ưu, vận hành êm ái. Đâu rồi? Em tham gia chương trình đẹp chút chút không? Ca sĩ Hoàng Châu được bằng điểm. Điều gì mà em không thích ở phụ nữ em nói nghe. Tính hay nha, nhiều chuyện á. Rồi, xin mời, màn đâu, hạ xuống.
Xin mời bạn nữ đầu tiên. Mời bạn. Chào em tên gì? Dạ em tên là Ngọc Phúc ạ. Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Hiện giờ Phúc đang làm gì? Dạ em đã đi làm nhưng mà em nghỉ làm rồi để em mà đi học tiếp nâng cao cái trình độ của mình đó chị. Hiện tại bây giờ là đang nghỉ. Dạ đúng rồi. Đang làm tìm việc làm đúng không? Dạ. Hay là đang tìm người yêu? Cả hai. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây để chúng ta lại. Đạp Lý. Dạ chào anh. Đi đâu rồi? Em tham gia chương trình. Hả? Tham gia làm gì? Tính tìm tìm người bạn đời á. Đó thì chưa có hả? Dạ chưa. Sao không có? Chưa tìm được đối tượng thích hợp á. Rồi hỏi chơi căng thẳng chút xíu thôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Bảo Thành. Hôm nay 36 tuổi á. Bạn Bảo Thành hôm nay 36 tuổi nha. Bạn đang làm nghề gì? Em làm bên điêu khắc gỗ á. Hàng chị thấy cặp này đưa mình xem ha. Này em làm tặng bạn á. Anh Linh ơi, mà có vấn đề gì mà sao Thành mà mới bước ra mà nghe mọi người ở dưới cười vỗ tay thấy có vẻ tán thưởng dữ vậy? Tại vì bạn hôm nay hơi đẹp trai. Có không? Em đang còn suy nghĩ lại những cái cặp mà mình làm mai trước đây, hình như cặp này là cái độ tuổi chênh lệch hơi nhiều đó đúng không? Bạn mới nói sinh năm mấy? Bên đây mới 25, bên kia tới 36 là hơn tới 11 tuổi lận. Cái gì vậy Tường? Sao? Tình yêu mà nói tuổi tác đâu đây? Thôi để em hỏi bạn gái này đi. Em thấy sao về vấn đề này? Dạ, điều đó không thành vấn đề. Em đã có được mấy mối tình rồi? Cũng ba mối. Mà những người đó có ai lớn tuổi nhiều hơn em như cái anh ngồi bên kia không? Dạ, chưa, từ 4 tuổi trở lại. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha. Bà nghe bà nghĩ sao bằng Thành? Nghe cũng hồi hộp á. Bên kia đã trải qua vài mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có hai mối tình. Lý do tại sao mà không thành? Chắc duyên số chưa tới. Hay là bạn khó tính quá? Chắc cũng có chút chút à. Cái quan niệm về tình yêu bạn như thế nào? Đó là xuất phát từ hai phía cùng xây đắp anh. Nhưng mà ý bạn xây đắp như thế nào? Bạn muốn người yêu mình như thế nào? Dễ thương, hiền, biết chia sẻ, quan tâm mọi người. Vậy thôi, cần đẹp hay xấu? Đẹp chút chút à. Chút chút là bao nhiêu? Khoảng 7 điểm. Đó, người ta cũng nói điểm phải là 7. Tự bản thân em cảm nhận về mình như thế nào? Chắc em cũng được 5 điểm. Được 5 điểm thôi. Mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Phải chững chạc, có công an làm ổn định, có một chút xíu hài hước với lãng mạn. Còn về ngoại hình? Có nụ cười đẹp. Đẹp cỡ ai? Giống như một anh chàng diễn viên mà em từng coi trong một bộ phim của Philippines. Trời ơi, bên kia có nụ cười đẹp giống diễn viên Philippines không? Hả? Bên đây hả? Cái Việt Nam cũng không chịu đâu đẹp mà có Việt Linh ở lại rồi đó. Nụ cười cũng có duyên đó mà. Tôi xin hỏi bạn à, nếu như bây giờ á mà bạn nhìn thấy cô gái kia bạn rất là thích nhưng mà không đủ cái tính chất mà để bạn đưa ra thì bạn nghĩ sao? Này chắc em cũng chấp nhận rồi. Ủa sao kỳ vậy? Mà đưa ra trong không đủ, không đủ mình cũng chấp nhận luôn hả? Tại vì em cũng lớn tuổi à. Có nghĩa là lấy đại, cái quan điểm này là em không đồng ý nha anh Linh nha. Đó, lấy vợ chứ đâu phải là đi mua bó rau bó cải gì đâu. Đây nè, em. Nếu mà bên kia mà không đủ cái chuẩn của em thì em có lấy đại không? Chắc phải suy nghĩ. Người ta già kệ người ta, mình mới 25 tuổi à, tương lai mình còn dài phía trước đúng không em? Nhưng mà giờ em biết nấu ăn không? Dạ biết. Cái bên đó tuy già nhưng hơi kém. Nghe là già hoài. Xin lỗi, từ qua bên đây nhìn đi thấy trẻ lắm, không có già đâu nha. Tôi không biết. Còn già biết. Là già hơn cô gái ở bên này là được rồi. Chưa chắc nhiều khi tuổi nhỏ mà mặt già nha. Đây tuổi già cao mà mặt trẻ nha. Thôi bây giờ muốn già hay không già? Chị sẽ coi nguyên nhân tại sao người này ế. Chứ nãy giờ trong bụng chị là chị cũng nghi lắm rồi đó. Bận chi cái bộ đồ vết cho nó già dữ vậy? Tại bận bộ đồ này cho lịch sự. Nói chung là giờ mình thấy mình tuổi lớn lớn, mình có mặt bào mè chút xíu cho nó trẻ trung chút xíu ha. Hồi nãy bên kia có yếu tố rất là hay là thích chàng trai lãng mạn. Em có lãng mạn không? Có chút à. Có chút là khỏi nào? Mua quà, bông hoa là tặng. Có những điều gì mà em không thích ở phụ nữ này em nói nghe. Tính hay nha, nhiều chuyện á. Học ám đúng không? Còn không thích gì nữa? Thì... Ông này một cô gái một năm mà dính tôi cùi vậy nè. Cái gì nó chậm chạp làm sao mà ế là đúng rồi. Bên kia là...
gì mà hùng hổ dữ vậy? Bên kia thì cao, bên đây thì mập. Nói chung là trời thôi chứ bên đây mập mập dễ thương, tròn quý phái. À, chờ anh chút. Em hồi hộp không? Hồi hộp á. Bên kia được đấy. Bây giờ xu hướng là phải tròn tròn chứ. Thì bù cho nhau thôi, bên kia thiếu thịt thì bên này dư thịt. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp gỡ với nhau để xem duyên có đến hay không. Nào xin mời Mang, kéo lên. Kéo lên. Chào em. Dạ chào anh. Xịt ra đấy chứ mà nói chuyện, có thể nhiều chuyện ghê. Không đúng lắm, tới sáng mới nói được câu rồi. Của em đúng không? Dạ em ở đây ạ. Tiếp. Em nhà em có đông anh chị em không? Dạ, có một mình em mà. Dạ. Anh có món quà làm tặng em. Dạ. Có nghĩa gì vậy trời? Mới gặp hơi lộ rồi. Món quà này em rất là thích, cảm ơn anh. Tiếp đi. Những lúc rảnh rỗi anh coi làm gì? Dạ, thì em thường đi nhà sách hoặc là nấu nướng, nấu một vài món cho gia đình ăn. Em có thường đi xem phim không? Cũng ít lắm mà. Em thích đọc sách nhà thôi. Mình có thể cùng đi xem phim không? Không phải được à, từ nãy giờ mới thấy con là được á. Thôi, suy nghĩ. Em không có gì nói anh. Cái gì vậy? Cái em hỏi bạn cái gì cũng hỏi em. Trời đất ơi. Tao hỏi tao từ những bánh tao hỏi. Chững chạc đó, lớn tuổi đó, nhiều kinh nghiệm đó. Vỡ mộng chưa? Tiếp đi, tiếp đi. Em có sở thích gì thế nào? Thích nghe nhạc là đi ăn uống với bạn bè. Hoặc là đi qua thăm bà ngoại. Tại bà ngoại với em thì không có ở gần nhau. Nhưng mà ngoại cũng chăm sóc em từ nhỏ nên ra cũng thỉnh thoảng hay qua thăm thích thăm bà ngoại. Rồi thôi hết vô. Bạn có thích bà ngoại, bạn có thích thăm bà nội không? Có. Có hả? Rồi, bây giờ tôi sẽ đếm 1, 2, 3. Nếu các bạn đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Còn không đồng ý chúng ta không cần nhấn nút. Mời các bạn đặt tay ra sau ghế. Bây giờ suy nghĩ kỹ nha. Xả quần xuống rồi. Hồi nãy tao đi coi mắt thì không xả. Bây giờ nhấn nút xả chi được. Từ hẹn bồ mà xăng quần vậy sao được. Chuẩn bị. 1 đóng sao không ơi. Và ba. Rồi mời các bạn đứng lên. Ủa không không, khoan, bình tĩnh. Bạn cứ gọi nguyên đó, hết ba rồi tại sao bạn không bấm? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Lúc đầu bạn chưa muốn bấm nhưng lý do cuối cùng tại sao bạn lại bấm? Dạ, tại vì ở người bạn này em thấy có một cái gì đó cho mình tin tưởng. Nghĩa là lâu lâu mới tin tưởng, đúng không? Em cũng không biết sao mà suy nghĩ kỹ rồi em thấy là mình nên bấm. Theo quy định thì tới 3 sẽ không được bấm nữa. Còn bạn bấm thì cũng không có kết quả. Nếu vậy thì sao? Bạn có thấy tiếc không? Ra ngoài sẽ hẹn. Hả? Ra ngoài sẽ hẹn. Trời ơi! Mình thua đi anh. Theo các bạn có đồng ý không? Đồng ý không? Thôi mà em. Hèn chứ chậm mà ế. Lý do tại sao bạn bấm hẹn hò với bạn nữ? Thấy bạn ấy dễ thương. Đủ 7 điểm cho em. Này 6 điểm rưỡi à. Trời ơi. Thôi 6 điểm rưỡi là cũng được làm tròn rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn, cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì cuối cùng thì cả hai cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ mời hai bạn chờ một lát để chúng ta tham gia vào vòng quay may mắn. Mời hai bạn. Cảm ơn. Hai bạn nắm tay nhau. Cảm ơn. Cảm ơn em. Chứ mẫu người phù hợp với bạn là như thế nào? Cao bạn mét 6. Bạn mét mấy mà bạn yêu cầu cao mét 6? Em mét 61. Bạn làm tốt. Tôi sẽ mời chàng trai ra trước. Mời bạn.
dữ vậy ta? Đẹp trai không? Bạn tên là gì? Tên Nguyễn Hồ Ngọc Châu anh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh. Nguyễn Hồ Ngọc Châu, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh. Và bây giờ, mời bạn gái bước lên sân khấu. Em tên gì? Em tên Quế Trần. Trần năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 25 tuổi. Hiện giờ Trần đang làm gì nè? Em là nhân viên văn phòng. Hôm nay tại sao em lại đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Có một lần em xem trên TV. Em thấy chương trình này hấp dẫn và có thể là em cần tìm một nửa của mình ở chương trình này đúng không? Dạ. Chị hy vọng là ngày hôm nay em sẽ được như ý muốn. Bên đây là đang làm nhân viên văn phòng. À. Còn bên đó thì... nhân viên kinh doanh. Bạn 27 tuổi, tôi nghĩ rằng cái tuổi này cũng đã có người yêu rồi chứ. Do công việc á cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều anh. Hồi đó giờ có tiếng sét ái tình lần nào chưa? Dạ chưa. Hồi đó giờ bạn có yêu thầm ai chưa? Dạ chưa luôn anh. Đó giờ có ai yêu bạn chưa? Dạ có. Vậy chứ mẫu người phù hợp với bạn là như thế nào? Nói chuyện dịu dàng, hiền, dễ thương, cao khoảng 1m6. Đó người. Cao khoảng 1m6? Dạ. Bạn mét mấy mà bạn yêu cầu cao 1m6? Em 1m61. Bên đây cao 1m6 ngược được không? 1m9 á được không? Em tự nhiên thấy da em trắng mịn như vậy chị ngưỡng mộ lắm. Chị có bí quyết gì không? Không có bí quyết gì, tại em thích ăn trái cây nhiều. Vậy hàng ngày công việc của em là tiếp xúc với nữ nhiều hay với nam nhiều? Công ty của em toàn là nữ không? Nữ không à hả? Mấy sếp cũng là nữ không à? Thì hèn chi là không có được đối tượng nào hết trơn phải không? Dạ. Chứ chị thấy em mà em có một nụ cười rất là duyên, mắt em rất là to và đẹp, mắt chị vậy đó. Tôi hỏi bạn là đó giờ bạn có một cái mối tình nào đặc biệt trải qua chưa? Em cũng có. Lý do tại sao ta chia tay? Sau thời gian quen thì có những điểm mâu thuẫn giống như là phát sinh ra những thứ không đáp ứng được. Những thứ nào không đáp ứng được trong tình yêu, bạn có thể nói cụ thể là? Bạn nữ đó em bướng quá, bướng bỉnh quá. Rồi gì nữa? Cái bàn đá. Rồi gì nữa? Nhiều quan điểm không phù hợp lắm. Còn bạn, thì khuyết điểm của bạn là gì? Hơi cọc. Hơi cọc. Khuyết điểm gì nữa? Không được cao. Vậy sao bạn yêu cầu người phụ nữ của bạn là phải là cao? Em cao hết rồi. Nói nhỏ mình chỉ nghe thôi. Mét năm. Mét năm. Được không? Rồi mặt bên đây xám xịt luôn rồi. Bây giờ anh hỏi em à, em đến đây kiếm người yêu hay là kiếm vợ? Kiếm người yêu trước. Được làm vợ luôn. Em thì yêu bao nhiêu năm thì là cưới nhau? Thì duyên thôi. Dù nửa năm, một năm được, không được 2 tháng hốt luôn. Chị hy vọng em sẽ phát nha. Phát tài, phát lộc, phát tình luôn. Hay à, hơi khó à. Thế nếu như 1m50 nãy giờ em suy nghĩ điều gì? Nếu mà 1m50 cho men guốc luôn. Để em coi bao nhiêu nha. Xinh. Mày mắc cỡ lắm, đừng có nhìn người ta sắp soi vậy. Chúc mừng bạn. Tôi cũng khó tính lắm, mà tôi thấy chúc mừng, tôi nói chúc mừng là bạn yên tâm rồi ha. Còn chuyện chiều cao thì em qua bên đi. Mình cũng đâu có dài đâu, mình chọn dài chứ mệt. Rồi. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và trao đổi với nhau những thông tin cần thiết trước khi quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ xin mời màn kéo lên. Thấy hồi hộp không? Hơi căng thẳng chút xíu. Bạn cảm nhận Quế Trân là người như thế nào? Hiền, ít nói, hình như là hơi bị nhớ tí. Còn gì nữa? Hơi lùn thì nó đại đi cho rồi. Thích tóc dài, thích tóc ngắn?
Thích tóc dài. Thích tóc dài. Quay qua là thấy luôn tóc ngắn ngủn hà. Quay qua là thấy luôn tóc ngắn ngủn hà. Người ta đã nhút nhát rồi, anh xích lên đi. Đã luôn. Để nhìn lâu chút xíu coi. Anh Quyền lên nhìn chưa lâu đâu. Phải rồi. Phải rồi. Nói đi em, thôi nhìn đủ rồi, nói đi. Căng thẳng quá, hết nói được rồi. Ta có 2 phút, bây giờ hết 30 giây rồi đó. Cặp thì sao nhìn nhau hoài vậy? Nói đi. Nhường em nói trước á. Nhường. Khô quá. Do ngồi trên đây căng thẳng. Em ngồi ở đây em căng thẳng vậy, em ngồi ở đâu không? Hết căng thẳng em. Thì... nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai hỏi câu cho đàng hoàng cho ra trò, cái trời tôi chờ đợi nãy giờ đó. Còn 30 giây nữa. Nhanh. Trời ơi, không biết hỏi gì nữa rồi nên ơi. Không ra tôi ngồi thế không được. Mà ăn cái gì thì Tâm. Ta hẹn hò giống như mình hẹn hò mình nóng lên ta. Bố. Đẻ lên. Nói câu kết thúc cái coi. Em cao 1m5 thiệt không? Hết thời gian. Trời đất ơi. Và bây giờ thời khắc quan trọng. Trong 3 tiếng đếm, các bạn hãy quyết định mình có hẹn hò với nhau hay không. Mà bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau. Các bạn đồng ý hẹn hò các bạn phải nhấn liền. Còn không hẹn hò các bạn không nhấn. Một. Suy nghĩ kỹ nha. Hai. Và ba. Hết thời gian. Không nói được gì nhiều nhưng mà nhấn nhanh quá. Anh nói thiệt chứ anh, nếu mà anh với cái Tường là mai là mối chỗ này thì tụi anh đau tim nhiều hơn tụi các bạn á. Làm ăn cái gì mà ngồi không nói năng gì tới chừng nhấn nút cái là cái ao vậy đó. Sao nhấn nhanh quá vậy? Tại em nghe nói hết giờ. Thôi em nghe nói hết giờ em sợ quá. Mà sao 1m5 mà cũng nhớ. Nè đứng vô là xứng đôi thấy chưa đó. Vừa vặn. Đâu hai bạn chơi ghế nắm tay cho tôi. Tay nhau coi. Hai bạn nắm tay cho tôi cảm nhận được gì. Mượn cái tay cái coi. Mượn cái tay cái coi. Trời ơi. Quý Linh và Cát Tường xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất là vui. Bạn muốn hẹn hò. Hẹn hò, hò hẹn luôn luôn là chủ đề rất quan trọng với tất cả chúng ta. Hẹn hò là nơi đầu tiên để chúng ta đi đến tình yêu. Và nơi đó chúng ta biết đâu sẽ tìm đến tương lai hạnh phúc sau này. Và chương trình chúng tôi luôn luôn chỉ cầu nối để tất cả các bạn trẻ, những bạn nào không có cơ hội hẹn hò đến đây, các bạn sẽ có cơ hội để hẹn hò, hò hẹn với nhau. Một tràng pháo tay nữa chào đón tất cả quý vị. Anh Linh ơi, mặc dù là em với anh là mình làm trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, nhưng mà em nói thật, đêm nào em về em ngủ em cũng băn khoăn trằn trọc hết á. Ủa sao vậy? Em biết anh biết không, khi ban ngày mình quay như vậy, tối về em nằm ngủ á, hình ảnh của những cặp đôi mà mình đã mai mối, mình đã xe duyên cho họ cứ hiện ở trong tâm trí em hoài à. Em ăn cũng nghĩ đến họ, ngủ không nghĩ đến họ. Không biết là sau chương trình rồi họ về họ có tiếp tục hẹn hò với nhau hay không. Em cảm thấy em vui buồn và em cảm thấy em hạnh phúc với những cái điều mà mình đã làm, đúng không? Đã làm được. Anh cũng thấy anh là như vậy, cảm xác, chắc chắn là như vậy. Và ngày hôm nay anh cũng đang rất là nôn nao để xem hôm nay họ có đồng ý nhấn nút màu hồng đến với nhau hay không. Ủa, mình là quan trọng lắm. Anh cũng vui quá. Vui quá phải không? Hôm nay bắt tay một cái hợp tác dễ nha. Cố gắng nha. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng, tất cả sẵn sàng. Mang xuống đi, mang xuống đi. Em trước anh trước đây. Hôm nay ai mời người của mình ra trước? Anh giới thiệu người ra trước đi. Ha. Trước đi rồi, anh luôn. Tôi biết rằng quý vị bây giờ cũng đang nôn nao chờ đợi để xem cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nhá. Họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, hay là họ không đồng ý. Mà tôi tin rằng chắc là họ sẽ đồng ý. Và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay, nhân vật nam xuất hiện, xin mời. Khoan, đứng coi. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép kỳ vậy? Dép Lào hả?
Lên, em có nghe nhầm không? Ăn dép Lào đi, hẹn hò hả? Thôi ngồi đi, từ từ đến coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy, là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm, mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ, 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Lên dép Lào trai rồi, lên dép Lào trai rồi. Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. À, ui. Sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. À, bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Hiểu chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Rất là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng, em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. À, học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ, có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ. Với chị. Trời ơi. Hết luôn ba thế hệ luôn hả? Đâu gia đình bạn đâu? Dạ, ngồi đây. Cố lên, cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên, có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm à? Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn? Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ. Có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ, em cao mét 73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70kg hả? Dạ, 71. 71kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng nước lắm da trắng tươi. Trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ với người đàn ông da trắng. Em có thích da trắng không? Dạ. Trắng công tử lắm trời. Chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. Thích ngâm ngâm giống em. Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. Chiều cao bạn em thấy sao, có cao quá không? Dạ hơi thấp. Chứ em muốn làm sao? 1m75 trở lên. Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, nó muốn làm đẹp đúng không? Nên tại sao em lại chọn một đồ đơn giản như vậy? Dạ, tại đây mới là cá tính của em. À, dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ, đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, chị đồng ý em. Rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì vậy anh? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. Bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Dạ. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả? Rồi đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? Em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè. Đi ca hát, nhảy múa. Nói chung là em thích cái gì năng động á, là em thích. Nhảy múa là sao em? Ấy thì mình vừa ca hát vừa nhảy luôn. Chị nhìn thấy em rồi thì thấy em năng động rồi. Nè, Linh ơi, bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha.
đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mông ủng quá à. Cái gì mà vừa cứng mà vừa mềm là giờ sao? Tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm cục gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh em có thể bảo vệ được cô ấy. Bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, chắc trắng, chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ, em có bơi với chơi cầu lông. Ok, vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe lắm chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Mình ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? Cao to, mạnh mẽ, đừng lãng mạn quá, đừng có ghen quá. Đừng có, đặc biệt là phải hay cười giống em. Cười bên đây cười hoài, bên đây cười hoài hả? Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây, hồi nãy bên kia đó, đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn hay ghen rồi, bạn nói đi, tính bạn có hay, có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được đó. Bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Đó. Chứ chi? Trao dồi võ thuật. Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia có muốn học võ không? Em nghe bên đó biết đánh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Em sợ. Lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học. Bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi. Nên giờ em có rảnh thời gian nên em muốn tìm một nữa. Giờ rảnh thời gian rồi. Rảnh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. Ha? Mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị. Và biết làm đẹp cho mình rồi. Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị. Từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ, em thần tượng ca sĩ Lam Trường. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi cái nha. Anh Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Ấn tượng chưa? Đôi dép lầu một đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách? Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi, nước da này ấn tượng quá. Rám nắng quá. Ôi, nhìn mà thích làm sao. Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép lào. Cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài. Nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha. Người mẫu Thanh Trúc. Cười kỳ á. Em giới thiệu đâu có hoa đúng không? Quá trời xinh xắn mà duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc lắm. Nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Mặt bùng đỏ, hợp với dép lào á. dép lào đỏ. Bây giờ bạn đang có nôn nao muốn gặp Linh không? Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, dạ, nôn nao quá muốn rồi. Muốn không? Muốn gặp không? Gặp không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng, rồi cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn. Bạn Liêm và bạn Hằng. Tới và bạn không, quay không? Mặt về phía cái màn. Sao màn tình yêu. Chuẩn bị, kéo lên, bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Em yên tâm rồi. Ha,
hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện nữa mình tặng bạn luôn. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Quá dữ. Thích quá. Mình nhanh nghe lắm. Nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? À, Liêm. Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp tiếp đi bạn, có 2 phút thôi mà, nhanh lên. À, bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu Thanh Trúc rồi. Là còn 30 giây nhanh lên, nói gì đi. Mình hẹn hò nha. Hết thời gian, hết giờ, thời gian hết rồi. Quay lại giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị để tay các bạn sau. Sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, hai. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. Ba, bắt đầu. Chúc mừng. Mời bạn đứng dậy. Em ơi, em vui quá. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết hết rồi. Em cũng biết luôn. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò gửi tặng bạn một cặp vé xem phim. Đây là cơ hội đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn hãy nắm chắc cơ hội đó để tiến xa hơn nữa. Thì bạn hai bạn, mời hai bạn nắm tay nhau và dắt nhau đi xem phim. Trời ơi. Đứa này em cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn nhiều nha.